Chào tất cả anh em từ miền Nam ra miền Bắc, tất cả anh em đam mê câu cá. Thì hôm nay là ngày 2 tháng 11, shop TKCB tiếp tục gửi đến anh em một lô máy hàng kỳ Nhật anh em nhé. Thì lô lần này gửi đến anh em bao gồm là 98 con máy anh em nhé. Em có thể tham khảo và một số mồi nè. Số mồi cho anh em câu biển nha. Gửi đến anh em từ cái dòng máy lure câu ngâm sông hồ, máy ngang máy đứng ha. Những dòng bình dân cho đến cao cấp, những con máy câu bè giá rẻ nè cho anh em chơi ha. Em thích con nào cứ alo trực tiếp shop mình qua số điện thoại 0976 977 106, mình ship hàng tận nhà cho anh em, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Thì như thường lệ mình cũng sẽ đi vào thông số chi tiết cũng như giá từng con cho anh em tham khảo. Em lưu ý là anh em chốt hàng alo trực tiếp cho mình anh em nhé. Đầu tiên, như anh em có thấy, trên tay mình là một con máy siêu phẩm mã số 1, một dòng Shimano con quét 101 anh em nhé. Thì con máy này như con máy mới luôn, không có vết xước nào hết. Thì con máy này nó model của nó là năm 2014-2015 anh em nhé. Dòng máy đời cao, vòng tua 5.2/1, trọng lượng 215 g. Số bọc đạn là 12 anh em nhé, 12 bọc đạn, có bọc đạn SRB này, anh em kháng nước mặn, anh em đánh nước mặn được ha. Hàng Made in Japan, nội địa Nhật, thì trong hộp nó full phụ kiện, đầy đủ hết. Con máy mới sao nó đầy đủ hết nè. Đấy, hầu máy, dầu máy, những cái nắp hắn FPS ha. Thì mã số 1, máy như mới, mình bán giá là 6 triệu 7 anh em nhé. 6 triệu 7, mã số 1. Đây quay sơ lược cho em nó cho anh em tham khảo nha. Con máy này không có gì để bình luận hết. Như hàng mới nè, không có vết xước nào hết. Đấy anh em lưu ý. Cái tem Shimano dưới đít còn đẹp. Rất là mượt anh em nha. Đấy. Chuyên dụng cho anh em đánh lóc đánh chẽm. Lure ha. Đây mình tháo bên trong cho anh em xem ha. Thì nó có một cái nắp dưới đây nè, em chỉ cần bật ra đó là nó nhảy ra thôi. Đây sử dụng công nghệ thắng FPS anh em nhé. Nó có mấy cái nắp chỉnh ở bên trong đấy. Thì đây là một dòng máy ngang cao cấp của Shimano rồi. Cái dòng này thì nó rất là bền anh em, nên là quan tâm thì alo mình nhé. Rất đẹp. Mã số 1 6 triệu 7. Kế tiếp số 2 thì mình lên cho anh em một con máy cũng hàng cao cấp nữa. Một con Shimano Metinium. Con này thì model của nó là đời 2016 anh em nhé. Đời cao. Vòng tua 6.2/1, đan của nó là 5 kg, trọng lượng 175 g, 10 bọc đạn, có bọc đạn SRB nước mặn được nè. Shimano, hàng chính hãng Nhật anh em nhé. Những cái dòng này nó rất là bền. Máy hoạt động mượt mà. Hình thức thì rất là đẹp. Gia băng nội địa Nhật. Full hợp vòng tua 6.2 cho anh em đánh lóc đánh chẽm ha. Đời cao 2016. Mã số 2 giá 4 triệu rưỡi anh em nhé. Cái tiếp mã số 3 mình lên cho anh em một con máy cũng là hàng cao cấp nữa. Đây là một dòng máy Daiwa. Đây là cái dòng Tulumen anh em nhé. Đây anh em có thấy nè, Daiwa Ultimate Tulumen Drag. Đây là một dòng Daiwa T3 SV 6.3L TW ha. Thì cái con này anh em có thể đánh được nước mặn anh em nhé. Vòng tua của nó là 6.3/1. Mát đan của nó là 5,5 kg, trọng lượng 180 g ha. Số bạc đạn nó là 8, 8 bạc đạn. Thì con này là hàng Made in Thái Lan anh em nhé. Đây, hàng Made in Thái Lan. Full hộp. Con này thì chuyên dụng cho anh em đánh lóc đánh chẽm ha. Đây là một dòng cao cấp của Daiwa.
hình thức cũng còn đẹp lắm anh em. Nó có 3 chế độ đánh nè. Hoạt động mượt lắm anh em nhé. Đấy. Đây qua T3. Có giá là 4 triệu anh em nhé. Mã số 3 4 triệu. Kế tiếp mã số 4. Thì mình lên cho anh em một con hàng cao cấp của Daiwa nữa. Một dòng Daiwa Zillion. Con này là TW1516 XXHL anh em nhé. Thì con này là một trong những cái dòng mà vòng tua cao nhất của Daiwa, một trong những dòng vòng tua cao nhất anh em nhé. 9.1 nè anh em. Vòng tua rất là cao. Vòng quay nó được 102 cm nè. Đan của nó là 5 kg, trọng lượng 215 g, 8 bạc đạn anh em nhé. Hàng này vẫn là hàng made in Thái Lan. Thì những cái con mà Daiwa mà đời mới anh em thì thường nó là made in Thái Lan hết. Chỉ có những cái con nội địa nó mới là hàng gia băng thôi. Nhưng mà những cái con đấy thường là nó rơi vô những cái con đời cũ, đời trước anh em. Đây siêu phẩm Daiwa Zealand. Con này nó có mặt đạn mát siêu kháng nước mặn anh em nhé. Thì con này mình gửi đến em mức giá cũng tốt thôi, mức giá 5 triệu. 1/2 giá mới anh em. Martin Thái Lan, hình thức con này cũng còn đẹp lắm ha. 9.1 nè. 9.1 này cho anh em đánh lóc ha. Đánh lóc đánh mấy cái mồi mà nháy nhảy kéo nhanh đó anh em. Thì rất là hợp lý, con này siêu mượt rồi, rất là mượt. Con này thì đẹp lắm, nó có một cái vết xước sơn ở đây tí xíu à. Còn lại là con máy rất là nét. Quay cận cho anh em xem nha. Đấy. Máy rất nét, rất đẹp. Mã số 4 giá là 5 triệu anh em nha. Kế tiếp. Đến mã số 5. Số 5 mình gửi đến em một con Shimano Conquest. Đây là một dòng Conquest 201 anh em nha. Size 201 cho anh em đánh lóc đánh chẽm. Hoạt động cũng rất là mượt mà. Đấy anh em có thể thấy hình thức thì nó cũng còn đẹp. Dao băng nội địa Nhật anh em nhé. Giá 4 triệu 4 mà số 5. Rất là mượt. Cho anh em đánh lóc đánh chẽm ha. Kế tiếp. Số 6 là một con Shimano Acid 101 anh em nhé. Tay quay trái. Con này thích hợp cho anh em câu bè, câu biển ha. Cái dòng máy ngang này thì anh em quăng mồi nhẹ thì nó không phù hợp anh em. Con này anh em đánh mồi nặng thì đánh được. Đánh mấy mồi mấy chục gram á. Vì cái lô của nó anh em nhìn cái spool nó sâu á. Nó quăng nó, cái mồi nhẹ nó không có ra xa. Để mình bán mình cũng tư vấn chi tiết cho anh em nha. Giá là 2 triệu anh em nhé. Máy rất đẹp. Hàng gia băng là địa Nhật anh em nhé. Shimano Acid. Máy keng lắm, tay quay trái ha. Tất cả những dòng máy ngang này đều tay quay trái hết. Kế tiếp, mã số 7 gửi đến cho anh em một con Shimano. Đây là một dòng Shimano Kakuta. Thì đây là cái dòng đời đầu ha. Rồi về sau nó mới thành là Shimano Kakuta Conquest. Đây là cái dòng đời đầu, này dòng đời sau. Đấy, giới thiệu cho anh em nhé. Conquest này, Kakuta này thì nó size là 201 anh em nhé. Nó vẫn giống con kia thôi, nhưng mà nó là đời đầu. Giá 2 triệu 3 anh em nhé. Hàng gia băng là địa Nhật. Hoạt động thì cũng rất là mượt. Con này thì anh em cho anh em đánh lóc đánh chẽm ha. Đánh những cái con mồi nặng hoặc là câu cá khủng á. Rất là hợp lý. Kế tiếp. Đến mà số 8 thì gửi đến em một con máy ngang câu bè ha. Đây là một dòng Daiwa Milomax. Dòng máy ngang anh em nhé. Tay quay bên phải cho anh em câu bè ha. Đây anh em bấm cái này xả bùn đi. Quay lên lại nhảy. Cho anh em câu bè. Máy này là da băng nội địa Nhật anh em nhé. Giá 300k cho anh em nhé. Kế tiếp mã số 9. Số 9 gửi đến em một con máy Shimano Chronograph C4 ha.
công nghệ chip 6.2.1 151. Đây là một dòng chuyên dụng cho anh em Blu-ray cá lóc cá chẽm ha, hàng gia băng nội địa Nhật nè. Máy có xước xác anh em nha. Hoạt động thì ngon lành, giá 2 triệu rưỡi. Đấy. Em nào không quan trọng ngoại hình thì tầm giá 2 triệu mấy mà hàng gia băng nội địa Nhật thì lấy con này đánh rất là hợp lý. Tầm giá này anh em mua hàng mới chứ có hàng Malaysia thôi nè, mà nhìn nó ọp ẹp lắm. 2 triệu rưỡi anh em nhé. Kế tiếp, mã số 10 gửi đến em một con Shimano Cortizone 6.1.1. Con này thì đời 2009 2010 anh em nhé, giá 2 triệu 4, tay quay trái, gia băng nội địa Nhật. Cho anh em lưu lóc lưu chẽm nhé. Hoạt động cũng khá là mượt. Kế tiếp, mã 11 gửi đến em một con Shimano Metanium MG7 ha. Vòng tua 7.0.1 nè. Máy hiển thức đẹp, giá 2 triệu 6. Cho anh em lưu lóc lưu chẽm nhé. Đấy, hiển thức con máy quay chi tiết cho anh em xem nhé. Hoạt động thì cũng rất là mượt. Có một số con máy anh em mình vừa bảo dưỡng dầu mỡ vô ha, cho nên anh em cảm giác quay nó hơi bị lì á, thì anh em đánh tầm vài hôm là bắt đầu nó nhão lại. Đây như cái con này mới vừa bảo dưỡng nè, để anh em thấy dầu không, đưa cho thợ làm ngon lành hết anh em nhé. 2 triệu 6 mở 11. Kế tiếp 12 gửi đến em một con máy ngang Shimano Titanos Chinu, dòng máy ngang cho anh em cao bè ha. GT5000 Malaysia xuất Nhật, máy rất là cổ điển. Đấy. Bấm này bật buôn anh em nhé. Quay là nhảy lên, máy cao bè. Cái con này cũng đảo chiều được anh em nhé. Đây khóa chiều đây. Đảo chiều. Khá là hay. Giá 200k anh em nhé. Mã 12 200k. Kế tiếp 13 thì mình gửi đến em một cặp máy cho anh em câu bè ha. Thì đây, cặp 13 này sẽ có giá là 200k. Đấy, cho anh em câu bè ha. Đấy, quay ngược, quay xuôi nè. Khóa chiều nè. Cho anh em câu bè anh em nhé. Hai con. Quay bên trái bên phải gì cũng được hết. 200k anh em nhé, một cặp. Kế tiếp 14. Con này 150k anh em nhé. Máy dòng Daiwa. Cho anh em câu bè ha. Có đo công tơ mét luôn nè, đo mét dây luôn anh em nhé. Đấy. Sợi dây. Đây là khóa chiều anh em nhé. Đây. Đây là khóa chiều đây nè. Đấy, chỉ quay được một chiều nè. Hoạt động rất là mượt. Đây là dòng Daiwa GS Mini. Gia băng anh em nhé, 150k, mã 14. Kế tiếp 15 thì là một con máy cũng là Daiwa nữa, 150k. GS7. Gia băng ha, cho anh em câu bè. Đây xả dây nè. Quay cái là nhảy lên, này là đổi chiều ha. Còn bên đây là siết vô. Có drag nữa nè anh em. Đấy khá là hay ha. 150k. 16 tương tự ha. 150k. Con này thì quay có vẻ hơi nặng, có lẽ bị khô mỡ bò. 150k anh em nhé. Mã 16. 17 vẫn tương tự, 150k. Ruby. Gia băng nội địa Nhật ha. Kế tiếp 18 là một con Shimano Ultra 3000, gia băng nội địa Nhật. Con này sẽ có giá là 1 triệu tư anh em nhé. Hàng hình thức cũng còn đẹp lắm anh em, có xước nhưng mà ít, cho anh em đánh lóc đánh chẽm nè.
Đấy. Tiếp 19, 19 mình lên cho anh em một con Ascender C3000 anh em nhé. Con này cho anh em đánh lóc cầu mực Malaysia xuất Nhật anh em nhé, hoặc là cầu đầm, cầu tráp, cầu hanh ha, hình thức còn đẹp lắm anh em, có xước nhưng mà ít đấy, tổng thể máy còn đẹp. Quay cận cảnh chi tiết cho anh em đánh giá nha. Malaysia xuất Nhật rất là mượt, máy đề cao có ABS, có sẵn JBL luôn nha nhé. Giá 1,8 triệu mã 19, giá tốt. Kế tiếp 20, 20 mình để đến em một con Shimano Ultera C3000 anh em nhé. Shimano Ultera này đời cao nè, đời 2010 mấy á. C3000HG Malaysia xuất Nhật, dòng này trước mình bán cũng nhiều. Con này thì giá rẻ anh em nhé, 1,2 triệu. Lý do là hình thức nó có xuất sắc. Thứ nhất, thứ hai là cái cối của nó có xước anh em. Nhưng mà mình đã vuốt lại, đánh bóng lại cho nó hết xước rồi ha. Đấy anh em có thể thấy nè, nó không bị cắn dây nữa. Đấy, cho nên bán con này rẻ cho anh em ha. Con này gửi đến em mức giá là 1,2 triệu anh em nhé. Đồng thì còn mượt mà. Một triệu hai mã 20. Tiếp 21 gửi đến em một con Daiwa Kiss 2500 ha. Hình thức thì em có thể đánh giá hàng made in Thái Lan. Có xước đít nè. Còn lại thì đẹp. Cối sáng đẹp, không cắn xước. Cho anh em lưu lóc lưu chẽm ha. Hoạt động cũng còn mượt. Giá của nó là 2 triệu anh em nhé, 21. Kế tiếp 22 gửi đến em một con Shimano Sapphire BB C3000 SDH ha, dòng máy cho anh em câu mực ha. Câu mực hoặc là câu đùng, câu tráp, câu hanh ha. Gia băng nội địa Nhật, máy hình thức còn đẹp, tay quay đôi. Sapphire này làm tay quay đôi nhiều. 2 triệu 2 anh em nhé. Máy thì hoạt động rất mượt. Đấy anh em có thể thấy động rất mượt anh em nhé. 2 triệu 2 mã số 22. Cái tiếp 23 gửi đến em một con máy Shimano Beastmaster 4000 ha. Con này hình thức thì anh em có thể đánh giá nè. Con này do vận chuyển anh em, cái chốt đuôi nó bị gãy miếng nhựa ngoài sau nè. Khi mà anh em bật nó vẫn bình thường ha. Đây mình bật cho anh em xem nha. Đây bật qua bật lại nha. Bật qua bật lại bình thường. Con này thì do bị sự cố mình bán rẻ cho anh em ha, không ảnh hưởng gì hết. Giá 1,3 triệu Beastmaster 4000, hoạt động ngon lành anh em nhé, do bị vận chuyển thôi. Mã 23 1,3 triệu. Kế tiếp 24 gửi đến em một con Shimano Beastmaster đời cao 2008 ha. Con này là một dòng Beastmaster C3000S ha, lưu nông anh em nhé. Gia băng nội địa Nhật, máy rất là đẹp, có bao. Con này là cái dòng máy body lưu nông cho anh em đánh lóc, đánh chẽm, tráp, hanh, câu đùng. Mức giá con này là 2 triệu 8 anh em nhé, máy đẹp, mã số 24. Kế tiếp 25 thì gửi đến cho anh em một con Shimano Beastmaster C3000 dòng MG. Cái dòng này là 205, 206 anh em nhé. Dòng này là 204, 205 cái gì lâu quá mình quên này. Cái dòng này nó cũng ít lắm nè, nó không như mấy cái dòng khác. Đây. Win nó bấm vào là rút ra nè. Để mình xem nó đời bao nhiêu. À nó đời 207 anh em nhé, 22 năm 207 nè. Đấy. Cho anh em lưu lóc lưu chẽm ha. Con này thì xây 3000, hoạt động mượt mà, da băng anh em nhé. Giá là 2 triệu tư mã số 25. Kế tiếp mã số 26
26 mình gửi đến em một con Shimano Beomaster 4000S em nhé. Và cái này nó có một cái cối 4000, cối sâu nữa nè, một cối sâu, một cối nông, hai cối ha. Đấy, một cối Timberwolf. Nó y như nhau anh em nhé, không khác biệt gì. Thì con này mức giá là 3 triệu rưỡi anh em nhé, hai cối. Hình thức thì anh em có thể đánh giá nè, còn rất đẹp, da băng nội địa Nhật ha. Đời cao 2008. Cho anh em đánh lóc đánh chẽm hai cối cho anh em thay đổi nha. Hoạt động thì mượt mà. Hai cối giá 3 triệu rưỡi anh em nhé, mã số 26. Kế tiếp 27 gửi đến em một con Daiwa Kiss. Đây là một con Daiwa Kiss tay quay đầu anh em nhé, rất là mượt, made in Thái Lan. Cho anh em Blu-ray câu đùng ha, câu cần tay chờ máy, câu cá chép size 2004, size 2000 anh em nhé, made in Thái Lan, tay quay đôi rất đẹp. Giá của nó sẽ là 1 triệu 8 anh em nhé, 1 triệu 8. Kế tiếp mã 28 là một con Shimano Ultera size 2500, con này đời cao anh em nhé, con này đời 2007 2008, hình thức đẹp, da băng nội địa Nhật ha. Hình thức anh em có thể thấy nè, giá là 2 triệu 3 anh em nhé, cho anh em Blu-ray cá lóc cá chẽm câu đùng ha. Kế tiếp 29 gửi đến em một con Shimano Ultera 2500 ha. Hình thức anh em có thể đánh giá, máy da băng nội địa Nhật, nước có xước sát theo thời gian anh em nhé, giá 1 triệu cho anh em Dure cá lóc cá chẽm, máy rất mượt. Ba mươi gửi đến em một con Shimano Beomaster C3000 đời 2005, con này có bao anh em nhé, máy thì như máy mới, da băng nội địa Nhật rất đẹp, máy rất đẹp anh em nhé, giá 2 triệu 7, mã số 30, hoạt động mượt mà, cho anh em lưu lóc lưu chẽm nhé. 31 gửi đến em một con Shimano Ultera 4000, cho anh em lưu rê cá lóc cá chẽm câu sông hồ câu cá tra ha. Ultera đời cao của Malaysia làm anh em nhé, giá của nó sẽ là 1 triệu 7 anh em nhé, Malaysia 1 triệu 7, Ultera hình thức cũng còn sáng đẹp. Kế tiếp mã số 32, 32 gửi đến em một con Shimano Ultera 4000, hình thức đẹp anh em nhé, da băng nội địa Nhật, dòng máy này đều có ABS hết anh em nhé, cho anh em đánh lóc chẽm cá tra câu sông hồ câu lục đầu cần chuột dù rồi lấy mấy con này gọn, hoạt động mượt mà anh em nhé, giá gửi đến em là 1 triệu 8, Shimano 4000 máy đẹp. Kế tiếp mã số 33 mình gửi đến em một con máy vẫn là Shimano, đây là dòng Beomaster 4000, con này có bao anh em nhé, da băng là địa Nhật, máy hình thức cũng đẹp, giá vẫn là 1 triệu 8 anh em nhé, hoạt động cũng mượt mà, 1 triệu 8 Beomaster. Em lưu ý con này nó có xước dăm dưới đít anh em ạ. Đây, có xước dăm đây, quay cận cho anh em xem ha. Tổng thể thì nó đẹp nhưng mà nó vẫn có cái xước, đấy anh em lưu ý giúp mình ha. Mã số 33, 1 triệu 8. Kế tiếp 34 gửi đến em một dòng Daiwa Kiss Custom siêu phẩm ha. Dòng Custom chuyên dụng cho anh em rure cá lóc cá chẽm nè. 4000 size tương đương, nó cỡ 6000 Shimano anh em nhé. Hàng made in Japan. Cối còn rất đẹp. Hình thức con này cũng còn đẹp lắm anh em. Đây, quay cận cho anh em xem ha. Cái dòng này giờ nó hiếm mà như vậy đẹp lắm anh. Mà khá là tiếc, như đây nó hơi bị kiểu nó bị nổ nổ lên anh em, nổ cái lớp sơn á. Cái này thì zin nguyên bản mình về như nào mình bán như vậy ha. Anh em nào về muốn đẹp á, có thể đi sơn lại hay là vì anh em có thể làm ha. Con này thì mình để cho anh em mức giá cũng hợp lý thôi.
Cái dòng này nếu mà đẹp thì nó phải là 3 triệu 8, 4 triệu đến 4 triệu mấy ha. Con này em gửi đến em 3 triệu 4, nó bị có mỗi chỗ đấy à. Hoạt động thì rất là mượt đấy. Để em thấy con máy mình lắc lại đi, rất là mượt luôn, đánh lóc đánh chẽm rất là đẹp anh em nhé. Bị mỗi chỗ đấy nổ sơn thì con này, chuyến này mình về được một cặp nhé. Đây kế tiếp thì cũng vậy nè, 35, con này không vấn đề gì hết cho nên là giá nó cao anh em nhé, giá 4 triệu. Ở trên xà băng ở chân nó vẫn có chốc chốc sơn tí nè, máy thì rất đẹp. Custom 4.000, tương đương 6.000 Shimano ha. Lóc chẽm, cầu lục, cầu biển, cầu sông, cầu hồ. Máy thì rất mượt. Giá 4 triệu anh em nhé, mã 35. Kế tiếp 36, lên cho anh em một con Daiwa Kiss size 4.000, vẫn là dòng kit made in Japan ha, tương đương 6.000 Shimano. Máy có xuất sắc nha em nhé, xuất sắc, giá 2 triệu 9. Hoạt động thì mượt mà, bật đạn của nó hơi kêu nhẹ một tí nha em nhé. Made in Japan 2 triệu 9 em nhé, kit. Kế tiếp 37 gửi đến em vẫn một con kit da băng nữa. Con này size 3.500 ha. Da băng giá 3 triệu. Này khá là đẹp. Nhưng mà chỗ này á nè, nó bị quấn cước vô nè, quấn cước nó có dấu nè nè. Đấy. Cái dây nó quấn vô á. Máy tổng thể còn đẹp lắm anh em. Có gì bây giờ sẵn ha. Con này giá 3 triệu anh em nhé. Hoạt động mượt mà. Kế tiếp mã số 38, 38 gửi đến em một con Daiwa Kiss 3.500 da băng. Tương đương có 5.000 Shimano ha. Con này rất là mới đẹp luôn. Ken. Giá 3 triệu 6 anh em nhé. Có độ nấm nè. Đấy anh em có thấy. Nó được độ nấm ha. Máy rất đẹp anh em nha. Quay cận cho anh em xem nè. Có li ti với đít một tí. Còn lại đẹp keng anh em. 3 triệu 6. Kế tiếp mã số 39. Một con Daiwa Eyalem 3.500 ha. Máy cũng rất là đẹp. Tem lụa. Máy đinh da bằng. Anh em đánh lóc đánh chẽm hoặc là câu cá tra sông hồ ha. Máy rất là mượt. ABS. Máy keng anh em nhé. Đây. Quay cận cho anh em xem. Mức giá của nó sẽ là 2 triệu 2 anh em nhé. 39. 40 gửi đến em một con Daiwa Kiss 3.000. Dòng này made in Thái Lan anh em nhé. Hình thức cũng có xuất sắc. X với đít nè. Giá là 2 triệu 2 cho anh em lưu rê cá lóc cá chẽm nhé. 2 triệu 2 đây qua kiss 41 thì đến em một con Biomaster 3.000. Đuôi chuột anh em nhé. Da băng nội địa Nhật. Hình thức thì anh em có thể đánh giá nhé. Dòng đuôi chuột này anh em cũng chuộng lắm. Nó ba chế độ đánh nè. Con này thì nó có chóc cái lớp mạ bạc đó nè. Đấy. Nó bị chóc ở bên cái chỗ mạ bạc nè. Con này full hợp anh em nhé. Đầy đủ. Mức giá là 2 triệu anh em nhé. 41. Kế tiếp 42 gửi đến em một con Daiwa Kiss 3.500 da băng ngoài địa Nhật nè. Con máy này xước xác xấu theo thời gian ha. Hoạt động thì còn ok. Mức giá rẻ cho anh em chơi, không quan trọng ngoại hình ha. Giá 1 triệu 8, kit da băng.
Hoạt động ngon lành em nhé. Đã. Hoạt động ngon lành. Bốn ba gửi đến em một con Daiwa Eberlem anh em nhé. Eberlem 2500 IA nè. Con này sẽ có giá là 1 triệu anh em nhé. Cho anh em lure cá lóc cá chẽm. Hình thức có xuất sắc, có nổ sơn ha. Cái tiếp 44 thì mình lên cho anh em một con máy carbon Korea xuất Nhật. Máy bé ha, con này thì size tầm cỡ 1500 2000 anh em nhé. Giá 150k. Mã số 44. Cho anh em câu bè, câu tôm đâu ha. Có cước sẵn luôn em nhé, 150k mã 44. Kế tiếp 45 gửi đến em một con Daiwa rì răng 4000. Thì cái con này anh em, cái con này nó bị dột cái cốt bánh răng mà đẩy lên đẩy xuống á, mình cho họ xử lý sửa lại rồi anh em nhé. Đây họ bắt cái con ốc cố định rồi nè, cái con ốc trong nó bị dột, nó bị gãy ra anh em. Mức giá gửi đến em con này là 800k anh em nhé. Thì cái con này hôm bữa mình bán là 1 triệu gửi ra cho khách đó, thì khách nhận nhưng mà quay anh em nó bị vận chuyển á, nó bị sốc hay là nó bị va đập như nào á, chắc mình nghĩ là nó bị sốc, nó bị tụt hay sao á, rồi nó cắn ngay cái cối nè, nó bị xúc ra luôn. Rồi bây giờ đưa thợ phải xử lý thì như này anh em, nó bị gãy cái chốt trong mà cho bắt cái con ốc ở ngoài không thẩm mỹ ha. Thì con này mình bán rẻ xíu cho anh em ha, bán 800k, máy rất là đẹp, mới tinh nè anh em. Máy tinh da băng của Nhật nè. Daiwa rì răng. Máy rất là đẹp luôn. Hoạt động mượt mà anh em nhé. Ngon lành này. 800k anh em nhé, mã 45. Kế tiếp 46 gửi đến em một con Shimano Ultera 3000 anh em nhé. Ultera 3000, máy này thì hoạt động ngon lành. Mà cái cối của nó hơi bị xỉn xỉn màu một tí ha. Quấn dây thì nó cũng nằm ở trong thôi anh em. Máy này có ABS anh em nhé. Ngon lành, cho anh em đánh lóc đánh chẽm ha. Giá gửi đến em con này là 1 triệu 2 anh em nhé. Shimano Ultera 3000, 1 triệu 2. Quay tổng thể cho anh em xem ha. Kế tiếp mà số 45 là một con Shimano Biomaster 4000 hai cối anh em nhé. Đây có hai cối đây. Biomaster. Cho anh em lure cá lóc cá chẽm ha, câu sòng hồ. Con này thì sẽ có giá là 2 triệu 2 anh em nhé, hai cối 2 triệu 2. Mã số 47. À mình nói nhầm, con này con này 47 đúng không anh em? 47, 2 triệu 2. Mình ghi nó bị trùng mã, hai con anh em nhé. Cho nên là anh em xem giúp mình. Đáng lý cái con này là đến mã 48 nè, nhưng mà mình ghi trùng mã hai con đó. Cho nên mình sẽ thêm 46 một anh em nhé. Đấy, 461 này là một con Daiwa rì răng 3500, hàng made in Thái Lan anh em nhé. Hình thức có xuất sắc nè, anh em có thể lưu ý nha. Thì mình ghi đến hai con mã số 46, 47 luôn, cho nên anh em xem giúp mình nha. Đây là 461 ha, giá 600k. Đây, 471. Đây là một con Daiwa Tuluman. Con này giá 1 triệu 2 anh em nhé. Tuluman xe 3000, hàng máy da băng. Rồi đi Nhật anh em, tay quay đôi. Tay quay của nó có bị nứt tí nhựa ở đây anh em nhé. Dùng thì bình thường, hoạt động mượt mà ha. Cho anh em lure cá lóc cá chẽm. Mã 471, 1 triệu 2.
chỉ có mã 461, 471 thôi nha. Rồi đến mã 48, 48 là một con Daiwa Toluman. Daiwa Toluman này hay có anh em nhé, size 2000, máy đinh da băng ha. Tay quay của nó thì nó cũng bị nứt cái nhựa ra gì nè, ở trong thì nó còn một lớp nhựa ở trong nữa anh em, rất là mượt. Con này hay cói, vẫn giá 1 triệu 2 luôn em nhé, mã 48. Kế tiếp 49, 49 gửi đến em một con Daiwa, của mình nó nhầm, Shimano Holiday Spin size 3000 mà lại. Con này da băng anh em, không phải Malay, hàng da băng anh em nhé. Cho anh em lure cá lóc cá chẽm máy carbon, giá mình gửi đến em con này là 300k anh em nhé, mã số 49 thì mình về được cặp nè, 49 50 ha, như nhau 300k. Vẫn ra băng anh em nhé, Holiday Spin. Thì đến mã 51. 51 thì mình gửi đến em một cặp máy. Này mình bán cả cặp anh em nhé, cho có một con nó bị lỗi. Nó bị lỗi cái mô pin của nó bị lỏng anh em. Do cái chốt ở ngoài sau này nó cứng nè, mình thợ bảo dưỡng tháo ra không được anh em. Cho nên là mình bán kiểu bán rẻ cho anh em ha, một cặp Navi đuôi chuột như này mình bán giá 1 triệu ha. Có một con thì bình thường. Để mình xem cái con nào. Đây, con này ok nè. Quay con này trước cho anh em xem. 51. Cặp Navi 4000. Đuôi chuột ha, Malaysia xuất Nhật. Con này hoạt động ngon lành anh em nhé. Cặp này nếu mà mới đẹp thì nó phải là tầm 3 triệu anh em nhé. Tại vì cái con này mình bán nó cũng khoảng 1 triệu rưỡi cho đến 1 triệu 6 một con nếu mà mới đẹp. Navi đuôi chuột ha, 4000 cho anh em lure lóc chẽm câu sông hồ ha. Thì cái con này nó cũng y như con này thôi, nhưng mà cái mô pin của nó bị tuột anh em. Còn lại thì nói chung thì siết vô nó vẫn câu bình thường anh em. Siết vô kiểu câu mô pin nó vẫn chạy nè, nhưng mà anh em mà nặng tay thì nó bị tuột ra. Anh em cũng có thể về chế thành mô pin chết. Quay thì ngon lành anh em nhé. Đấy, bán một cặp rẻ cho anh em, giá 1 triệu ha. Mã 51. 52 gửi đến anh em một con máy China xuất Nhật ha. Con này xe lớn. Size của nó tầm cỡ 8.000 nha anh em. China xuất Nhật, size 8.000 xe lớn ha. Con này phải 8 đến 10.000 á. Giá 300k anh em nhé. Máy ngon lành. Đây là hàng xuất Nhật mình về thì mình có mua một số hàng nhà giá rẻ cho anh em chơi đó anh em. 300k ha, 52 53 đồng giá. Đồng vẫn ngon lành. Size này thì nó vẫn 8.000 10.000 anh em nhé. Rồi, đến phần 54 gửi đến em một con Shimano Biomaster SW 8000 ha. Hàng này là một dòng Biomaster đời cao. Cho anh em lure. À, mình nói nhầm, cái con này cầu quyển chứ. SW có chức năng kháng nước mặn nè, size 8000 cho anh em câu quyển ha, hoặc là câu cá tra sông hồ. Đánh hồ dịch vụ rồi á thì có thể lấy mấy con này ha. Thì cái dòng SW này á, anh em đánh biển thì nó sẽ hợp lý hơn, công nghệ ship nè. Có dây bia luôn em nhé. Giá là 3 triệu 6, máy còn khá đẹp, có chóc một lớp sơn ở đây thôi. Còn lại máy sáng đẹp. Ta quay đổi hai bên được em nhé, máy rất mượt. 54, giá là 3 triệu 6. Kế tiếp, 55 thì mình lên cho anh em một con Shimano Team Power 8000 BG ha. Con này hình thức thì nó có xước dưới đít nè, có xước sát em nhé. Size 8000. Gửi đến em mức giá là 3 triệu rưỡi anh em nhé. Tin Power. Hoạt động ngon lành. 3 triệu rưỡi. Thì đây có dây bia sẵn anh em nhé. Đây. 55, 3 triệu rưỡi. Kế tiếp. 56. 56 là một con
một con máy đuôi chuột carbon size 6.000 ha. Máy Suzumi Korea xuất Nhật anh em nhé, hình thức còn khá là đẹp. Máy đuôi chuột nè, size to 6.000 cho anh em câu sông hồ câu biển ha. Giá con này sẽ là 800k anh em nhé, mã số 56 800k. Kế tiếp 57 gửi đến cho anh em một con Shimano Alex XT8000 ha, size to. Giá con này là 1 triệu anh em nhé. Alex 8000 Malaysia xuất Nhật cho anh em câu biển, câu sông hồ, câu cá tra, câu lục ha. Hoạt động ngon lành. Con này mình mới vừa vào dầu mỡ cho nên là nó hơi rít anh em nhé. Câu chìm vài hôm là bắt đầu bình thường lại. Giá 1 triệu anh em nhé, mã số 57. Kế tiếp 58 gửi đến cho anh em một con Shimano Biomaster nè. Con này Biomaster 4.000 ha. Đây, hàng da băng nội địa Nhật anh em nhé. Tối thì còn rất sáng đẹp. Giá 600k anh em nhé, 58 giá 600k. Hoạt động ngon lành. 600k 58. Tiếp 59 60 gửi đến em một con một dòng máy, cái này hàng này chắc mình nghĩ là hàng China xuất Nhật đó anh em, nhưng mà nhìn nó chất lượng lắm. Để anh em có thể thấy nè, 5960 có cặp như nhau ha, như mới luôn, 500k một con anh em nhé. Con này size của nó là 5000 cho anh em câu sông hồ của cá tra ha, lùa cá lóc, cá chẽm hoặc là câu lục. Rất là chất đẹp anh em nhé. Đấy, quay cận cho anh em xem nè. Giá 500k anh em nhé. Cối kim loại nè, có cước sẵn ha. 59 500k. 60 thì tương tự anh em nhé, vẫn giá 500k như nhau hết, về được một cặp. Đấy, rất đẹp. Năm trăm ca rất là mực mà. Kế tiếp 61 thì mình gửi đến em một con máy Olympic anh em nhé. Olympic Zebra size 5000. 5000 này mã tương đương cỡ 8000 Shimano á anh em. Máy made in Japan nội địa Nhật. Dòng máy nhôm nội đồng có đá ha. Dòng máy này rất là bền. Olympic nội địa Nhật cho anh em câu biển, câu sông, câu đập ha. Dòng này câu thoải mái. Rất là mượt. Con này có bánh chấn anh em nha. Chạy ghê lắm. Có cước sẵn nè. Thì giá con máy này gửi đến em là mã 61 giá 800k anh em nha. Máy xe lớn, xe 8.000. Kế tiếp mã số 62 là một con Daiwa Milomax GS9000 ha. Xe tương đương cỡ tầm 12-14.000 Shimano, da băng nội địa Nhật. Hoạt động cũng rất là mượt mà. Cho anh em câu biển, câu bông lau ha, câu sông lớn. Kế tiếp mã số 63 một con Daiwa SX 4000 ha, size tương đương cỡ 8000 Shimano, tương đương cỡ 7-8000 anh em, hoạt động rất là mượt. Giá 1 triệu rưỡi anh em nhé, da băng nội địa Nhật. Con này anh em câu sông hồ rất là bền. Kế tiếp mã số 64 gửi đến em một con Daiwa Milomax 7000. Con này size tương đương cả 10.000 12.000 Shimano anh em nhé. Hoạt động cũng rất là mượt. Máy rất là đẹp anh em nhé. Càng đẹp. Da băng nội địa Nhật. Giá gửi đến em là 2 triệu anh em nhé, mã 64. Kế tiếp 65 thì mình gửi đến cho anh em một con
85 đây là một con máy Ben 6500SS anh em nhé. Đây một dòng máy Ben của Mỹ ha, Made in USA nè. Cho anh em câu sông hồ, câu bông lau, câu biển nha. Ben 6500 hoạt động rất là mượt. Con này thì nó bị rớt một cái tem bên đây anh em nhé. Đây cái tem này nè, bên đây bị rớt rồi. Tem nhựa đấy, giá 2 triệu anh em nhé. Mã số 65. Hoạt động rất là mượt. Có ánh sáng không xước ha. 66 gửi đến em một con Ben size 5500 hai cối anh em nhé, full học. Hai cối full học nè. 5500. Cho anh em câu biển ha. Hàng này cũng là hàng Made in USA. Con máy này đẹp anh em nhé. Giá là 2 triệu 3 anh em nhé. Mã số 66 2 triệu 3. Kế tiếp đến mã số 67. 67 gửi đến cho anh em một con Daiwa Kit nè. Đây anh em có thấy kit hai cối full hộp. Máy đẹp anh em nhé. Daiwa Kit 3000, máy còn đẹp lắm. Hai cối full hộp. Cho anh em lure cá lóc cá chẽm ha. Cho anh em đánh được nhiều loại dây. Có thể là mình đánh một cối là dây nhỏ, bắt những cái dòng cá nhỏ ha, hoặc là một cối dây lớn, bắt cá lớn. Made in Thái Lan. Giá là 2 triệu 8 anh em nhé, hai cối, máy đẹp. Kit rất là mượt. Kế tiếp đến mã 68 là một con tem Daiwa. Cái dòng này anh em đợt trước mình về một con anh em hỏi nhiều lắm nè. Đây, tem Daiwa 5000 HIA ha. Con này hai cối nó vào dây PE hết nè. Cái dây này không anh em mua mới thì giá nó không rẻ đâu anh em. Một cuộn này mấy trăm mét anh em mua mới cũng phải 400-500 ngàn anh em. Dây xịn của Nhật về á. Con này rất là đẹp, hai cối anh em nha. Đây hai cối mới tinh. Tem Daiwa size tương đương của nó cỡ 8000 Shimano á, tem lụa. Dòng máy này thì nó tải khỏe lắm anh em nha, nó tải đến 15-20 kg luôn. Núm tròn nè, núm rất là đẹp. ABS, máy rất đẹp anh em nha. Con này anh em thích hợp cho anh em sưu tầm luôn nè. Máy đẹp mà mượt, đấy, rất là mượt. Giá của nó sẽ là 3 triệu 8 anh em nhé. Mã số 68. Kế tiếp, mã số 69 gửi đến em một con Shimano Biomaster SW8000. Đây là dòng SW8000 BG anh em nhé. Máy hình thức đẹp, không có xước xát gì nhiều hết. Quality dưới đít một tí nè, còn lại đẹp. Con này giá 4 triệu anh em nhé. 69 rất là mượt. Cho anh em đánh biển, câu cá tra sông hồ ha. Đời cao anh em nhé. Con này nó đời 2013 nè. Kế tiếp mã 70 thì mình lên cho anh em một con Shimano Biomaster. Con này đời 2005 anh em nhé. Dòng này đặc biệt là hàng nội địa Nhật, gia băng nội địa Nhật ha. Biomaster 8000 BG. Cho anh em đánh biển, nó có dây PE sẵn nè. Đấy, GBR nó cũng còn rất là đẹp nè anh em. Gia băng nội địa Nhật. Mà trọng mượt mà anh em nhé. Con này rất là chuẩn. Giá gửi đến em là 4 triệu 2, mã số 70. Kế tiếp, 71. Gửi đến em một con Ultera 6000 BG anh em nhé. Máy rất là đẹp. Gia băng nội địa Nhật. Cho anh em câu biển ha. Máy rất là đẹp anh em nhé. Cối nó bị ten mối một tí nè. Quấn dây thì nó nằm ở trong hết. Giá gửi đến em là 2 triệu 7 anh em nhé. Mã 71 2 triệu 7. Mã số 72 gửi đến em một con Shimano Biomaster SW6000 BG. Con này đời 2010-2011. Cái dòng này khá là hay anh em. Cái đời này á, cái size mà tầm cỡ 4000 á là gia băng. Còn size 6000-8000 thì nó là của Malaysia anh em nhé. Hàng này rất là chuẩn, SW có chức năng kháng nước mặn nè. Có JBL ha. Máy còn rất là đẹp. Cho anh em câu sông hồ, câu cá tra, câu biển ha.
Viewmaster SW 6000BG, giá là 4 triệu anh em nhé, mã số 72. Kế tiếp 73 thì mình gửi đến em một con Shimano Navi 6000BG anh em nhé. Hình thức còn đẹp lắm nè. Con này có JBL sẵn nè. Giá là 2 triệu 2, mã số 73 ha. ABS, những dòng máy này, cầu biển, cầu cá tra, sông Hồ rất khỏe. Máy đẹp. Shimano. Giá 2 triệu 2 anh em nhé, 73. Kế tiếp 74 gửi đến em một con Shimano Biomaster 8000BG ha, cối bị muối nè. Giá 2 triệu 3. Cối bị muối bên trong anh em nhé. Đấy, mình đã vệ sinh hết rồi, anh em quấn dây vào thì nó nằm bên trong thôi. Câu cá tra sông Hồ, ngon lành anh em nhé. Hoạt động rất là mượt mà. Máy có xước với đít một tí nè. Con này bán cho anh em giá 2 triệu 2 thôi anh em nhé. 2 triệu 2, mã số 74. Kế tiếp mã số 75. 75 thì mình gửi đến cho anh em một con Shimano SW 8000BG anh em nhé. Cho anh em câu sông Hồ ha. Câu cá tra, câu biển. Có chức năng kháng nước mặn nè. Con máy này còn đẹp lắm anh em. Nhưng mà bị tróc bên cái tem ha. Có JBL. Giá 2 triệu rưỡi anh em nhé. Hoạt động mượt mà. Đấy. Tróc một cái tem. Hàng Malaysia xuất Nhật anh em nhé. SW 8000BG. Con này bán khá nhiều rồi. Kế tiếp. Mã số 76, một con SW 8000BG full hợp, máy đẹp, giá 3 triệu. Máy rất đẹp anh em nhé. Đây. Malaysia xuất Nhật anh em nhé. Con này như máy mới luôn à, giá 3 triệu. Mã số 76. 77 vẫn tương tự anh em nhé, cũng rất là đẹp. Giá vẫn là 3 triệu. Con này có xước dăm tí, bán 2 triệu 9 anh em nhé, có chấm chấm đây tí nè. 2 triệu 9, mã số 77, SW 6000HG, full hợp. Kế tiếp, 78 thì mình gửi đến em một siêu phẩm anh em nha. Đây, Shimano Stella siêu phẩm. SW 10000BG ha. Con này full hợp, cốt tay quay, núm carbon đầy đủ hết. Cốt tay quay trái phải, đây núm carbon của nó anh em nha. Full hợp anh em nhé. Đây quay cái thông số của nó cho anh em xem ha. Thì cái con này thông số của nó sẽ là 4.9 trên 1 ha. Tải mát nó là 23 kg, trọng lượng 625 g, 14 mặt đạn nè. Đời 208 anh em nhé. Đây là huyền thoại 208 luôn. Mình thấy cái đời này nó lên giá quá anh em. Chứ nó không xuống giá. Cái đời 208 này nè. Bây giờ mua bên Nhật máy này đắt kinh khủng so với những cái thời điểm năm về trước. Con này hình thức cũng còn rất là đẹp anh em nhé. Đây, quay cho em xem. Cũng có chấm chấm nè, xước dâm nè. Cái này chắc bển nó đánh bóp bình hay gì, mình thấy có mấy cái dấu lử. Dấu lử nó chấm chấm vô. Với dưới đít có một cái vết xước anh em nhé. Đây, quay cận cho anh em xem. Còn lại thì máy đẹp. Có JBL ha, JBL này cũng dây xịn nè. Đấy, quay cận cho anh em xem ha. Con này máy đắt tiền, mình quay kỹ xíu cho anh em nhé. Đánh giá tổng thể thì con này cũng còn đẹp. Có những cái vết xước dâm dâm như đây. Dưới đây thì nó cắn nhiều nè. Đấy anh em ha. Thì quay cận cho anh em xem. Cái dòng này đến bây giờ như vậy là nó rất đẹp anh em. Đấy, hoạt động thì siêu mượt. Con này size 10.000 nhưng mà Shimano nó làm gọn lắm anh em có thấy những cái con, ví dụ những cái con Shimano 8.000, 10.000 nó gọn hơn à. Nó chỉ to hơn tí xíu thôi nè. Đây, cho anh em câu biển ha. Con này anh em câu biển là hợp lý. Hoặc là những anh em câu hồ dịch vụ, đánh cá tra, đánh giải á,
lấy mấy con này đánh. Nhông của nó khỏe hơn mấy con đời mới lắm. Giá 11 triệu 500 anh em nhé. 11 triệu 500. Mã số 78. Kế tiếp 79. Mình lên cho anh em một con Daiwa Satiga. Con này đời 2008 anh em nhé. Đây là một dòng Satiga Z 4500. Ôi mình nói nhầm 4000H. 4000H anh em nhé. Hình thức thì anh em có thể đánh giá Made in Japan. Con này hình thức cũng còn đẹp. Con này thì sẽ có giá là 7 triệu anh em nhé. Giá 7 triệu. Máy có hộp. Máy full hộp anh em nhé. Con này thì mình vừa bảo dưỡng anh em nhé. Vào mở bò. Quay thì nó mượt. Nhưng mà cảm giác thì nó vẫn còn hơi rít tí. Đấy. Cho thợ bảo dưỡng ấy. Nói chung những cái con máy mà đắt tiền ấy, mình cho thợ kiểm tra bảo dưỡng dầu mỡ ngon lành hết rồi anh em. Anh em về chỉ việc dùng thôi. Đấy. Giá 7 triệu anh em nhé. Mã số 79. Kế tiếp 80 là một con Daiwa Satiga. Đây là dòng Black. Dòng 205 anh em nhé. Con này còn rất đẹp. Con này là cái dòng Black Don't Fix. Nhưng mà nó xài cái cối của hàng 208 này nè. Xài cối của hàng Jack ha. Cái hộp nó vẫn là cái hộp Black 4500. Thì mình bán mình nói chính xác tình trạng cho anh em ha. Thì về như nào mình bán như vậy. Con này đẹp lắm nhưng mà nước sơn chỗ này nó hơi chốc chốc một tí này nè. Dầu mỡ ngon lành hết anh em nhé. Để cho họ kiểm tra hết. Ngon lành. Full hộp. Giá mình gửi đến em là 5 triệu rưỡi ha. Máy còn khá đẹp. Bên đây chốc chốc xíu à. Còn lại đẹp lắm anh em. 5 triệu rưỡi. Kế tiếp mã số 81. 81 thì mình gửi đến anh em một con máy vẫn là Daiwa. Con này thì nó là đời 2008 nè. Jack 4000 ha, con này có bao. Máy tinh da băng, hình thức thì anh em có thể đánh giá cũng còn đẹp. Có dây bơ ha. Hoạt động mượt mà. Giá 6 triệu rưỡi anh em nhé. Mã số 81. 6 triệu rưỡi. Satiga 208. Kế tiếp 82 gửi đến em một con Shimano Stella 6000 anh em nhé. Con này da băng nội địa Nhật. Máy rất đẹp. Cái dòng này những cái dòng đời trước mà còn giữ đến như vậy rất là hiếm anh em nhé. Nước sơn còn đẹp nè, không có xước xát gì mấy. Da băng nội địa Nhật. Mức giá mà gửi đến em cũng hợp lý. Giá 5 triệu rưỡi anh em nhé. 5 triệu rưỡi so với một con máy chất như này. Hàng cao cấp anh em nhé. Stella. Đây là những cái dòng mà đời trước của Stella. Rất đẹp, mượt mà. Máy còn bao zin anh em nhé. Chỉ không có hộp thôi. Rất là mượt. Để anh em thấy không? Mượt lắm. Mã số 82. 5 triệu rưỡi. Kế tiếp 83, 84, 85, 86, 87 thì là mình gửi đến em là 5 con máy. Đây anh em có thấy nè. 5 con máy Power Sub của hàng Daiwa ha. Cối nông. Hai cối như nhau hết, hình thức có xước xát. Gửi đến em giá là 2 triệu tư một con anh em nhé, hai cối. Mình mua một chỗ một ha. Thì nó đều có xước xát hết. Đấy. Máy có xước xát ha anh em nhé. 2 triệu tư một con như nhau. Mã số 83. Hoạt động đều mượt mà hết anh em nhé. Cái dòng tầm 2 triệu mấy này, anh em đánh rất là bền. Đánh mấy năm trời cũng không thấm được mấy con này. Nó mượt lắm anh em. Con này thì nó có quýt đan hỗ trợ xả nhanh luôn anh em nhé. Hoạt động rất là mượt. Tám bốn tương tự anh em nhé, hai cối giá 2 triệu tư, hình thức con nào cũng xước anh em, như nhau hết. Mình thấy cái đồ xước nó như nhau luôn đấy, nó cũng xước xác như này. Tại vì mình mua một chủ á, 2 triệu tư
như nhau hết nè, con nào cũng được hết nè. Con này mình đều dầu mỡ bảo dưỡng hết rồi anh em nhé. Kế tiếp 86 vẫn tương tự luôn em, 2,4 triệu hai cói anh em nhé, 5 con máy là hai cói hết. 87 2,4 triệu vẫn xuất sắc nha. 88 thì 88 là mình gửi đến em một con máy một dòng máy Shimano anh em nhé, Super Aero. Con này là mô bin chết, máy mô bin chết nhưng mà hình thức còn đẹp lắm nha, da bằng là đi Nhật ha, Super Aero nè. Con này tiếp 4 có dây bơ trong đây ha, dây bơ xịn của Nhật nè, giá 700k anh em nhé, 700k cho anh em câu bạc bờ biển hoặc là anh em câu cá lóc mà anh em cảo vô luôn á, chứ không có để chạy mô bin nữa nè. Cái dòng này nó cũng khỏe lắm, mô bin chết anh em nhé, hàng đẹp da băng là đi Nhật Shimano, giá 700k, mã số 88. Tiếp 89 vẫn là con Power Sub QD của hàng Daiwa, xe 4.000 tương đương cỡ 10.000 Shimano, cỡ 8.000 10.000 Shimano. Con này hình thức đẹp hơn, hình thức đẹp hơn mấy con kia anh em nhé, giá là 2,2 triệu. Anh em lưu ý là hàng này một cói ha, thì chỉ có 5 con hai cói, 2,4 triệu mình đã bán rồi, mình đã báo ở dưới á. Đến cái này là máy một cói 2,2 triệu. Để tiếp vẫn là một con một cói luôn, 2,2 triệu, mã 90 nè. Hình thức đẹp hơn mấy con kia anh em nha, có xước nhưng mà xước ít, hoạt động thì mượt mà, mấy con này mượt lắm anh em. Đấy, hầu như quay rất là tít tai. Đến 91 vẫn tương tự, con này 91 thì nó đẹp hơn xíu, giá 2,3 triệu anh em nha, bỏ một cối. Những dòng này nó đều là hàng made in Thái Lan hết em nha, hàng này những con này là hàng chuẩn của Thái Lan á, hàng tốt đó nè, có quýt đan hỗ trợ sẽ nhanh hết nè, giá tầm 2 triệu mấy này chơi rất là hợp lý. 2,3 triệu anh em nhé, mã 91. 92 gửi đến em một con Shimano Ultra 12.000 cho anh em câu lục ha, máy của nông, máy như mới, giá 2,2 triệu, máy rất là mượt anh em nhé. 93 là một con Shimano Power Aero ha. Con này thì tiếp 3 cối nông cho anh em câu lục ha, hoạt động mượt mà, có bay tuner xả nhanh. 7 anh em có thấy hình thức này, anh em có thể đánh giá máy còn sáng đẹp lắm anh em, giá là 2,8 triệu anh em nhé. Em lưu ý con này một cối ha, 93 một cối. Chín mươi bốn thì mình gửi đến em một con vẫn là Shimano Bowero ha, đây 94 Shimano. Con này vẫn là Shimano, con này là Brusup anh em nhé, Brusup, máy hình thức đẹp nè, hai cối, bay tuner sẽ nhanh. Con này hai cối, cối 3 và cối 5 anh em nhé, giá là 3,7 triệu, hoạt động thì rất là mượt. 93 máy hoạt động thì rất là mượt đấy, những con này mượt lắm anh em. 93 hình thức cũng đẹp, ít xước xát, 3,7 triệu hai cối anh em nhé. Đây cối của nó trên này đây, đấy cối carbon. Kế tiếp 95 vẫn tương tự hai cối luôn ha, con này là cối 3 và cối 10 anh em nhé, tiếp 3 và tiếp 10 hai cối. Cối này nó có dây sẵn nè,
bay tuner xả nhanh ha, hình thức đẹp. Con này giá 4 triệu anh em nhé. Bro súp, dòng này rất là bền. 95 giá 4 triệu, hai cói anh em nhé. Kế tiếp 96 vẫn tương tự luôn em. Hai cói, tiếp 3 và tiếp 10 ha. Đây, tiếp 3 và tiếp 10. Con này đều có bay tuner hết em nhé. Máy đẹp. Có một vết xước ở đây. Hết. Còn lại đẹp. Giá rẻ hơn 100 anh em nhé. 3 triệu 9. Hoạt động ngon lành. 97. Con này như mới. Hai cói. Có 3, có 5. Có bao zin. Đấy anh em có thấy. Mã số 97 anh em nhé. Giá 4 triệu 2. Máy như mới luôn, không gì để tả. Cuối cùng thì vẫn một con máy như mới luôn em, giá 4 triệu 2, hai cói nè, có bao zin. 4 triệu 2 anh em nhé. Vẫn như mới. Mã 98. Kế tiếp thì mình giới thiệu đến em một số mồi cho anh em đánh vít, đánh biển anh em nhé. Đây là 5 con mồi cho anh em câu mực ha. Mình bán giá 300k, 5 con mồi. Mồi Shimano nè. Mồi Yamashita nè nè. Con mồi của Nhật á, 5 con 300k. Đây là một bộ phen lên cần lua. Phen Titan anh em nhé, giá 1 triệu. Đầy đủ hết, có đầu u luôn. Phen đẹp lắm anh em. Thì đây là hai cái set mồi. Hai set mồi ha. Đầu tiên set này trước đi. Set này thì bao gồm, nói chung là nhiều lắm những cái dòng mồi mồi xịn của hãng. Cái con này anh em mua phải mấy trăm ngàn con đó anh em, chứ không rẻ đâu. Con mồi cho anh em vít nè. Con này phải mấy trăm gram. Đấy, nhiều con lắm anh em. Anh em vít ha. Đấy. Những con mồi này anh em mua không rẻ đâu nè. Mồi xịn của Nhật ha. Đây có mấy cái lữ vít nè. Lữ này mới chưa xài anh em nhé. Thì đây một set như này. Nguyên hộp này mình bán giá là 1 triệu rưỡi anh em nhé. Nguyên hộp giá 1 triệu rưỡi. Thì trên này cũng vậy. Set này cũng giá 1 triệu rưỡi luôn. Cũng nguyên hộp như